Đây là tới đâu nữa Đạt? Điện này có tên gọi là điện giáo chủ. Lý do bởi vì sao mà đại điện này có tên gọi là điện giáo chủ là bởi vì đây chính là đại điện thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật hoàn toàn có thực trong lịch sử của chúng ta. Ngài chính là người đi sáng lập ra đạo Phật và là người đi truyền bá truyền giáo đạo Phật cho chúng sinh. Cho nên các cụ giải thích rằng là giáo là giáo phái. Vậy có nghĩa là cái điện là xây trước tiên tiên cái điện. Điện Tam Thế là đại điện được xây dựng đầu tiên. Tam Thế ở phía trên bên trên thì bây giờ mình đã đi lần lượt từ dưới lên trên. Tức là xây từ trên cao xây từ xuống. Sẽ là mình xây điện Tam Thế trước, sau đó là mình xây dựng điện giáo chủ, quán âm và xây dựng chùa Ngọc Sơn. Thế là thứ tự khi mà mình xây dựng tất cả công trình ở đây. Một cái cầu có trọng tải lên tới 160 tấn thì mình mới có thể vận chuyển tượng ngọc lên địa tượng. Có nghĩa là càng đi là Phúc thấy càng ở đây nó linh thiêng và kỳ bí mọi người. Có nghĩa là bất đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đó Đạt. Đây là đây là trời ơi. Tác phẩm rất là tuyệt vời. Thơm quá vậy. Mình nhìn từ xa đấy. Nó trầm không? Giống một con kỳ lân bằng gỗ. Đây là gốc của một cây sắc lẻn. Sau đó là bị đốt như này, rồi gốc cây này bật gốc trong dòng sông, dòng sông là điêu khắc luôn này đúng không? Kiểu nhẫn bởi những dòng nước, đó chính là do bàn tay của tự nhiên tạo tác nên tác phẩm số 102 trên thế giới. Tác phẩm này có tên gọi là một kỳ lân. Ví dụ đây là phần mắt này, đây là chân này. Nhìn cho mọi người từ từ, đây là đầu mắt này đúng không? Lưng đâu? Lưng ngang rồi cái lưng đấy. Mà rất là điệu nha, điệu mà kiểu nó mềm mại á. Nó như cái dòng nước rồi đó. Rồi nhìn tưởng là giấy. Giấy làm kiểu như là giấy mô hình. Sao trời ơi, mà quý lắm phải không Đạt? Rất là quý ạ. Bởi vì là không có tác phẩm thứ hai như thế này. Không có tác phẩm thứ hai như thế này đâu ạ. Đây là cái tác phẩm cô mộc hoàn toàn do đôi bàn tay tạo hóa tạo nên thôi. Còn nếu như mà làm mình chắc chắn hơn ấy, thì đơn giản nhất là mình chỉ cần dùng lá khứ khô này mình trà lên những phần cộng gỗ này thôi. Nên cái màu nâu bạc rất là đẹp mắt. Sờ nhẹ nhàng giống như khi là cái rờ quán lại gãy đi rồi thì lại chết. Rất là tiếc. Đây là phần thân. Phía trên này là phần thân này. Cũng có đẽo thêm đúng không? Đẽo khắc thêm. Không đẽo. Tự nhiên luôn. Mình để tự nhiên luôn đấy. Khi mà mình vớt được từ dưới sông lên thì tác phẩm này đã có cái hình dáng như thế này rồi. Tạo tác thêm một chút nào cảm thì mình có thể thấy rõ dấu vết bị cháy này. Đấy. Đúng rồi. Đốt nó đen. Ngày xưa là họ hay đốt nương đốt dẫy. Thế nó cháy xém vào luôn. Cháy xém vào luôn rồi. Sau đó là trôi theo các dòng sông dòng xuống. Mình vô trong đi. Vô trong nha mọi người nha. Quá đẹp luôn nè mọi người. Trời ơi. Đây chính là đại điện thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ.
bao quanh đại điện này là có tới 10.500 bức phết bằng đá núi lửa. À, giống như ở bên bên Quán Âm đúng không? Chất liệu thì tương tự nhưng nội dung thì khác. Nếu như mà nội dung ở điện Quán Âm để kể về những hóa thân của Quán Thiên Bồ Tát thì điện giáo chủ là toàn bộ nội dung tranh để dành kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong đó có đánh dấu 4 mức quan trọng trong cuộc đời của ngài, đó chính là đản sinh, thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn. Thế nhưng mà là bởi vì là họ chưa hiểu ý của Tiên Ông A Tư Đà. Ý của Tiên Ông A Tư Đà nói ở đây ngài có thể đi được 7 bước, là mỗi một bước người ra một đóa hoa sen ấy. Thế chính là ngài đã bước qua lục đạo luân hồi và bước sang bước thứ 7 là ngài bước sang quả vị Phật. Còn mỗi một người như trong chúng ta, ví dụ như là anh hoặc là em đang đứng ở đây ấy, là được cha được mẹ sinh ra là chúng ta đi được 4 bước rồi. Chúng ta đã bước qua địa ngục này, bước qua ngạ quỷ này, bước qua súc sinh này. Bước sang thứ tư là chúng ta bước sang cái cảnh giới làm người. Ngài cũng là người trần mắt thịt với tất cả chúng ta, được mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày. Bức tượng này là ai đây em? Đây chính là Đức Thánh Hiền ạ. Hai bên, một bên là Đức Ông, bên này là Đức Thánh Hiền, bên kia là Đức Ông. Đẹp ha, cái điêu khắc tinh xảo. Có như cái phong linh đấy. Nên là Phúc nghĩ là mọi người phải một lần trong đời đến với chùa Tam Chúc nha, đẹp lắm.